Ngày 25 tháng 4, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố đã tháo dỡ rào chắn cuối cùng khu vực công trình giếng trời hình hoa sen của nhà ga Bến Thành thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và hoàn trả 8.000 m2 mặt bằng công viên 23 tháng 9, vòng xoay Quách Thị Trang. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 Nguyễn Trung Hiếu cho biết, các đơn vị đã tập trung tái lập và giao trước 50% diện tích nhằm tạo không gian thông thoáng cho người dân vui chơi dịp lễ. Phần còn lại của dự án sẽ được tháo dỡ và hoàn trả sau khi ga Bến Thành thi công hoàn thành, dự kiến vào tháng 10 năm nay. Cũng theo ông Hiếu, công tác tái lập mặt bằng xung quanh giếng trời hình hoa sen khổng lồ cơ bản đã hoàn thành. Người dân và du khách có thể tham quan trung tâm thành phố qua khu vực nhà ga Bến Thành. Hiện tại toàn bộ rào chắn trước chợ Bến Thành đã được tháo dỡ, tái lập và bàn giao mặt bằng. Cuối đầu công tác thi công xây dựng hiện nay đã đều đạt trên 99% rồi. CD1A là 99.4%, CD1B là 99.7%, gói thầu CD2 là 97.4%. Thì trong thời gian tới chúng tôi nỗ lực phấn đấu là hoàn thành các công tác thi công xây dựng của các nhà ga, các lối lên xuống. Hiện tại tiến độ nhà ga Bến Thành đạt 99.41%, trong đó phần kết cấu đã hoàn thiện 100%. Được tạo bởi hai vật liệu chính là kính và tấm nhôm tổ ong nhập khẩu từ Nhật Bản. Công trình này có khả năng chống chịu thời tiết tốt và cách nhiệt vượt trội, là điểm nhấn biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nói chung. Đây cũng có thể là điểm hẹn vui chơi check-in của người dân du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh.